Bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức. Lời Phật ngàn năm qua, danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ. Hôm nay con mới chia sẻ với mọi người ấy, là ở chỗ con đi là không có đội trưởng nào cả, không có ai chịu trách nhiệm đứng ra để quyên góp tiền để bố thí cho những cái người tu hành. Nhưng mà cá nhân gia đình nào họ tự đi khất thực mà họ tự bố thí thì quyền của họ, chứ không có quyên góp gửi tài khoản hay nhờ vả gì ai khất thực cả. Nếu mà biết là họ không nhận, họ chỉ đi khất thực, nếu mà tới nhà họ xin cơm nguội hay là cái gói mì gói hay cái gì đó để cho nhẹ, chứ không cần phải quyên góp tiền bạc gì của ai đứng ra chịu trách nhiệm cả. Nên là mọi người biết được rồi thì đừng có nghe những cái người mà người ta lợi dụng, người ta lừa đảo gửi tài khoản từ xa tới để làm những cái điều không tốt. Con cũng nói như thế, ở đây là không có đoàn gì cả, tại vì mọi người là tự nguyện đi học, ai muốn đi thì đi, muốn về thì về, chứ không có tổ chức gì cả, họ tự đi khất thực. Con cũng nói với mọi người cũng không có truyền bá, cái đây là tập học cái đạo đức, cái sức khỏe, rèn luyện cái bộ hành kham nhẫn để có cái sức khỏe để học tập cái đạo đức theo lời Phật dạy thế thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Chứ mọi người cứ nghe nói là gửi tiền gửi bạc hay là mọi người tự, nếu mà nhẹ dạ cả tin thì mọi người chịu lấy, chứ không có ai nhận cái đấy cả. Vâng, nhưng mà mọi người mà muốn bố thí hay là cái gì được cho những người tu tập thì đưa tới tay, đừng có gửi từ mình nhé. Gặp hữu duyên thì bố thí, còn không gặp thì thôi, cũng với lại cho không phải là tranh nhau nháo nhác như thế này, đặt một cái đầy người làm đổ hết cũng không được. Phải đúng chỗ với lại mọi người đi là đảm bảo cái trật tự khoảng cách ra giao thông giao tiếp an toàn, để họ nói với lại cái chỗ nghỉ ngơi á, rừng thì rất là rộng, ngồi xa ra mỗi người một chỗ ấy, ngồi nghỉ cho nó thoải mái, không phải chen chúc như thế này, chen chúc như thế này lộn xộn với lại trật tự giao thông ai cũng khổ cả. Nên là mọi người biết được như thế thì học tập thì tốt đẹp. A Di Đà Phật. Mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa. Trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Bảy câu nói van xin của thầy Minh Tuệ khiến Phật tử bật khóc.
Sáng 20 tháng 5 2024, thầy Minh Tuệ chính thức lên tiếng khi bị đám đông bám theo dày đặc nhiều ngày. Thầy nói: "Thứ nhất, những người hộ pháp lên trở về, con không cần ai hộ pháp nữa vì con chỉ là người đang tập tu. Thứ hai, người dân nên trở về nhà làm công việc của mình, đừng đi theo con nữa. Thứ ba, các YouTuber hãy quay về, nếu đi theo con sẽ gây náo loạn xã hội, mất trật tự giao thông. Thứ tư, những người tự tu lên đi một mình, hạnh đầu đà là tu một mình. Thứ năm, mọi người gặp con trên đường không cần phải đảnh lễ quỳ nạy, hãy đảnh lễ Tam Bảo, lạy Phật là được rồi. Thứ sáu, người tu tập ai cũng cần có thời gian để sinh hoạt ngồi thiền, mọi người đừng chờ con từ 3 giờ đêm nữa. Thứ bảy, con đâu phải diễn viên Hollywood để xem, con là nhà tu hành, xin mọi người hãy hoan hỷ, xin mọi người hãy hoan hỷ, A Di Đà Phật." Lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa, hãy thật lòng sám hối ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bóng Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa, hãy thật lòng sám hối ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi
ban viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tàn, dưới bông Phật là nhà, ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Cơn nước lũ lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bá vinh hoa, hãy thật lòng sám hối nay và đêm nghe dày, có gì thuộc về ta? Mấy khi ban viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tàn. Dưới bông Phật là nhà, ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.